chào quý tôi tớ của Chúa. Buổi trưa hôm nay chúng ta vui mừng biết ơn Chúa bởi vì là chúng ta lại gặp nhau. Amen. Cái sự gặp gỡ nhau đây thì nói lên cái ân điển và sự ban phước của Chúa rất là rõ ràng. Bởi vì chúng ta còn sống, còn mạnh khỏe thì chúng ta gặp nhau. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Amen. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Rất là nhiều với sự ban phước của Chúa. Và ở trong thời giờ tốt lành này thì chúng ta cùng suy gẫm lời của Chúa. Buổi trưa nay thì tôi cảm ơn Chúa, chúng ta cùng suy gẫm lời của Chúa được chép ở trong Sáng Thế Ký đoạn 8 và một phần của đoạn 9. Bởi vì phần cái Kinh Thánh này thì rất là dài, cả đoạn 8 và 17 câu của đoạn 9 là dài. Do đó chúng ta sẽ tham khảo và chúng ta dỡ Kinh Thánh ra để chúng ta đọc sau. Tôi xin được kính mời quý tôi tớ của Chúa. Chúng ta cùng hiệp chung với tôi, cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa Ngài đặc biệt là thăm viếng ở trên tấm lòng của chúng ta. Chúa làm việc trong tấm lòng của ta để chúng ta được lòng chúng ta được mở ra, lỗ tai thiêng liêng chúng ta được rõ ràng để có thể đón nhận nghe lời của Chúa, tâm trí chúng ta cũng được sự soi sáng của Thánh Linh Chúa để chúng ta có thể hiểu chân lý lời của Đức Chúa Trời. Và qua cái việc mà Thánh Linh Chúa Ngài thăm viếng chúng ta như vậy, chúng ta gặp gỡ Chúa qua chính lời của Ngài. Đó là một cái đặc ân, đó là một cái sự phước hạnh lớn ở trong cuộc đời của chúng ta là những người bước đi theo Chúa. Chúng ta cầu nguyện xin Thánh Linh Chúa Ngài thể trị trên thời giờ này, để chúng ta toàn tâm, toàn ý mà đón nhận lời của Chúa. Chúa ban phước ở trên đường truyền, ban phước trên các công cụ để mà chúng ta truyền tải sứ điệp của Chúa đến với nhiều người, để không có một cái sự trục trặc trắc trở nào, để anh em chúng ta, những người khác họ cũng được đón nhận lời của Chúa Trời cách rõ ràng. Và giờ đây thì xin quý tơi tố của Chúa, chúng ta cùng hiệp chung với tôi dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Kính lạy Cha yêu dấu của chúng con là Đức Chúa Trời chí cao, là đấng đã đến tìm và cứu chúng con. Đáng lẽ chúng con phải chết bởi tội lỗi của mình, và trên đời này thì giờ đây chúng con đang bị đùa đến cái sự mất. Nhưng mà bởi tình yêu lớn lao của Chúa, Chúa đã gom chúng con lại. Chúa tha thứ tội lỗi chúng con bằng chính huyết của con một ngày, để chúng con nhận lấy danh phận là con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời. Không những thế, Chúa cho chúng con có đặc ân, được dư phần và công việc vinh hiển danh của Chúa ở trên đất này qua việc rao giảng tin lành, cứu chuộc cho thế giới này. Chúng con tạ ơn Chúa vô cùng, bởi vì trưa hôm nay Chúa cho chúng con có thời giờ để suy gẫm lời của Chúa. Chúng con gặp gỡ Chúa qua chính lời của Ngài. Con cầu xin Thánh Linh Chúa Ngài đụng chạm đến tấm lòng của chúng con, thanh tẩy đời sống của chúng con, mở lỗ tai thiêng liêng và tấm lòng bằng thịt của chúng con, để chúng con có thể khắc ghi lời của Chúa một cách thật là rõ ràng. Con cầu xin Thánh Linh của Chúa Ngài ban năng lực để chúng con có thể làm theo ý muốn tốt lành của Chúa qua lời của Ngài nữa. Con cảm ơn Chúa. Và Chúa ơi, cũng nhớ đến chúng con đang sử dụng những cái công cụ mà Chúa Ngài trao cho để rao giảng lời của Chúa Trời đến nhiều nơi. Xin Chúa Ngài ban phước ở trên các công cụ này, trên đường truyền nữa, để lời của Chúa được rao ra và nhiều người được đón nhận một cách thật là ngọt ngào. Con cảm ơn Chúa. Amen. Giờ đây con dâng chương trình cầu nguyện, chương trình nghe lời Chúa, chương trình giảng luận này ở trong tay ban phước của Chúa. Chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Đây là cái phần Kinh Thánh được ghi nhận ở trong Sáng Thế Ký đoạn 8 và đoạn 9 từ câu 1 đến câu thứ 17. Đây là cái phần Kinh Thánh nói về cái giao ước của Đức Chúa Trời đối với Noe. Tôi nhớ thì tuần trước đây chúng ta cũng có suy gẫm lời của Chúa về cái cơn nước lục. Chúng ta học về cái một cái sự dạy dỗ qua cái cơn nước lục đó. Và giờ đây thì chúng ta cũng ở trong cái cơn nước lục đó, nhưng mà sau khi cơn nước lục đó được rút đi rồi, Đức Chúa Trời Ngài làm việc với gia đình của Noe qua giao ước, người ta gọi là giao ước Noe. Thì ở trong Kinh Thánh nói về các cái giao ước thì nó rất là khác nhau. Ở trong đó có giao ước Abraham, giao ước Môi-se, giao ước David, giao ước mới. Và riêng hôm nay chúng ta cùng suy gẫm về cái giao ước mà Đức Chúa Trời Ngài thực hiện đối với Noe, nói riêng và đối với là cả thế giới này nói chung. Đó là một cái loại giao ước không có điều kiện. Giao ước có điều kiện nó có nghĩa rằng là sao? Là một cái giao ước mà trong đó hai bên đều phải thực hiện. Thí dụ như là giao ước của Môi-se.
Đức Chúa Trời ngài giao ước với Môi-se rằng là cái giao ước này nó sẽ đem đến sự phước hạnh hay là đem đến sự rủa xả thì tùy thuộc theo cái sự vâng phục hoặc là bất vâng phục của dân Israel. Nhưng giao ước mà Đức Chúa Trời ngài đã giao ước với Noe đó thì sao? Đó là cái giao ước mà Đức Chúa Trời lập với loài người nói chung chứ không phải chỉ giới hạn ở trong dân Israel. Đó là một điều. Cái điều thứ hai là gì nữa? Là dù cho nhân loại này có không có thực hiện cái điều gì ở trong cái giao ước đó thì Chúa ngài cũng vẫn giữ giao ước. Giao ước đối với Noe, Đức Chúa Trời đã thiết lập đó là giao ước vô điều kiện. Sau cái cơn đại hồng thủy, Đức Chúa Trời hứa với nhân loại rằng là ngài không bao giờ là phá hủy mọi cái sự sống ở trên đất này nữa bằng cái cơn đại hồng thủy. Đức Chúa Trời đã làm ra một cái dấu chỉ để cho thấy rằng là cái giao ước của Chúa đã được ghi kết. Đức Chúa Trời đã ban cái cầu vồng như là một dấu hiệu của giao ước, như là một cái chữ ký, như là một cái dấu ấn để thực hiện cái giao ước đó. Và có một lời hứa rằng là toàn bộ trái đất này sẽ không bao giờ là bị lụt giống như là thời Noe lần nữa đâu. Và là nếu mà con người ta có phạm tội thì Chúa ngài sẽ xử bằng cách khác chứ không phải là dâng lên một cái trận lụt lớn như vậy. Và có cái bằng chứng là cái cầu vồng để làm bằng chứng cho cái sự giao ước của Chúa. Và buổi trưa hôm nay thì chúng ta cùng suy gẫm với nhau về cái phần giao ước này. Việc đầu tiên thì chúng ta xem ở trong Sáng Thế Ký từ đoạn 8, từ câu 4 đến câu thứ 19. Cái việc đầu tiên thì cái phần Kinh Thánh này nói đến chiếc tàu. Chiếc tàu là cái nơi an toàn. Ở trong câu 4 của Sáng Thế Ký đoạn 8 thì chép rằng đến tháng 7, ngày 17, chiếc tàu tấp trên núi Ararat. Nước cứ lần lần hạ cho đến tháng 10, ngày mùng 1 tháng đó, mấy đỉnh núi mới lộ ra. Trong cái cơn nước lụt mà chúng ta suy gẫm kỳ trước, nhà chúng ta thấy rằng là nước thì mênh mông ngập hết tất cả các núi, nhưng mà là gia đình của Noe và các thú vật ở trong đó sống sót được là nhờ chiếc tàu. Bằng chứng là đến tháng 7, ngày 17 thì chiếc tàu đậu ở trên thấp vào cái núi Ararat. Và từ từ sau đó thì nước nó cứ lần lần nó hạ đi. Rồi là đỉnh núi nó lộ ra và tất cả những thành viên ở trong tàu đó thì vẫn bình an. Đó là nói về chiếc tàu. Chúng ta thấy được điều gì? Nếu mà chúng ta ở trong chiếc tàu mà theo ý muốn của Chúa thì tất cả đều ở trong sự bình an, ở trong cái sự an toàn. Ở trong cái việc mà giao ước này nữa thì chúng ta thấy có cái sự dạy dỗ rất là lớn ở đây. Đó là ông Noe, ông đã thả hai con chim. Thứ nhất là con chim quạ, thứ hai là con bồ câu. Tôi có thể cho rằng đây là hai cái sứ giả của loài người được thả ra để đi thăm dò, đem những cái thông tin về cái tình hình xung quanh đến cho chủ nhân của nó, đó là gia đình của Noe. Ở trong câu 6 đến câu thứ 12 chỉ cho chúng ta rằng là đã sau 40 ngày thì Noe mở cửa sổ của mình đã làm ở trên tàu rồi thả một con quạ ra. Quả liền đi liền lại cho đến khi nước giựt khô trên đất. Rồi là ngài cũng người cũng thả một con bồ câu ra đặt xem thử coi nước hạ bớt trên mặt đất chưa, nhưng bồ câu chẳng tìm được nơi nào đáp xuống, bèn quay trở về ở trong tàu vì nước còn nhiều lắm khắp cả trái đất. Noe giơ tay bắt lấy bồ câu đem vào tàu lại với mình, đoạn người bảy người nữa chờ rồi thả bồ câu ra khỏi tàu. Đến chiều bồ câu về cùng người và trong đó nó có tha một cái lá olive tươi. Noe biết rằng là nước đã giảm bớt trên mặt đất. Người đợi 7 ngày nữa thả bồ câu ra, nhưng lúc này thì bồ câu đã không có quay về nữa. Chúng ta học về cái con quạ này thì như thế nào? Ở trong Kinh Thánh thì nói rằng là con quạ đó là cái biểu tượng của loài người đã được nuôi dưỡng bằng những cái thức ăn hay là những cái gì đó cung cấp cho nó, và những cái thứ đó thì làm cho đời sống nó bị hư hết. Kinh Thánh Roma đoạn 8 câu thứ 5 đến câu thứ 8 cho chúng ta rằng là thật vậy, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm về những sự thuộc về Thánh Linh. Nếu mà chăm về sự xác thịt thì sẽ sanh ra sự chết, còn nếu mà chăm về Thánh Linh thì sẽ sanh ra sự sống và bình an.
và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Dù ở trên phần kinh thánh này chúng ta thấy con quạ đó thì nó ăn cái gì? Ở trong cái phần kinh thánh này bay ra thì chỉ có xác chết thôi. À, và lúc đó thì nước thì cũng đã giật rồi, xác chết thì nổi lên bình và nó có cái chỗ để mà nó đáp xuống, đó là những xác chết. Và nó ăn những cái xác chết đó thì nó không cần phải quay về nữa. À, lần đầu thì nó liền qua liền lại rồi nó quay về tàu, nhưng mà lần sau thả ra thì nó đi luôn. À, nó có chỗ đậu rồi và nó có thức ăn rồi. Và cái hình ảnh con quạ thì biểu tượng cho những người sống theo cái xác thịt, chăm về xác thịt. À, và chăm về xác thịt thì sao? Thuộc về là bóng tối, thuộc về là kẻ chết, không thể nào đẹp lòng Đức Chúa Trời được. Và nói một cách khác là những người sống theo xác thịt thì là nghịch lại với Đức Chúa Trời. Còn con bồ câu thì sao? À, chúng ta hiểu rằng là con bồ câu đó là biểu tượng của những tín đồ thật, là những người họ không thể nào yên nghỉ ở trên cái sự hư mất được. Bởi vì sao? Lời của Chúa trong thư Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 15 câu thứ 10 chỉ cho chúng ta rất câu thứ mà 15 16 chỉ chúng ta rất là rõ ràng là chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật thế gian nữa. Nếu ai yêu mến thế gian thì kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người đó. Vì mọi sự ở trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời chẳng đến từ Cha nhưng đến từ thế gian mà ra. Có một câu nó đi ra ngoài, có nhiều chỗ đậu lắm mà, nhưng mà nó không đậu. Nó đã gấp một cái nhành olive còn non và bay trở về tàu. Chúng ta thấy cái hình ảnh của những người mà theo Chúa thật chứ, ở trong cái hình ảnh của bồ câu, nó không thể nào đáp đậu ở trên những cái xác chết được, nó không thể nào đáp đậu ở trên những cái cành cây và được, bởi vì đó cái cành cây đó nó mặc dù nó nhú cái chồi lên nhưng mà đó không phải là nhà, nó không phải là cái tổ. Và bồ câu đã quay về tàu với nuôi. Đó là cái hình ảnh mà chỉ chúng ta thấy rằng là thế gian này có hai loại. Một loại người, đó là một loại người gian ác, loại người sống theo xác thịt, và loại người sống theo thánh linh. Chúng ta là con cái của Chúa, là hình ảnh nào, con bồ câu hay là con quạ? Chúng ta phải xem lại. Một cái điều kế tiếp nữa là chúng ta xem ở trong câu thứ 13 đến câu thứ 19, nói đến cái việc là cái lối ra của từ ở chiếc tàu. À, nhằm cái năm 600 của đời Noe, ngày mùng 1 tháng Giêng, nước đã giật bày ra đất khô. Noe bèn dỡ mui tàu mà nhìn, này mặt đất đã xe. Đến tháng 2 ngày 27 đất đã khô rồi. Đức Chúa Trời bèn phán Noe rằng hãy ra khỏi tàu, ngươi và vợ các con ngươi, các dâu ngươi, hãy thả ra với ngươi mọi vật sống của các xác thịt đã ở cùng với ngươi, nào chim thú côn trùng bò trên đất hầu cho chúng nó sanh sản và thêm nhiều trên mặt đất. Vậy Noe cùng vợ và các con trai, các con dâu của người ra khỏi tàu, các thú rắn chim cùng mọi vật hành động trên mặt đất tùy theo giống đều ra khỏi tàu. Chúng ta chú ý ở trong cái phần thánh này rất là tuyệt vời đây. Ở trong cái thời điểm đó là cái ngày đầu năm, ở trong câu thứ 13 đó, vào năm 601 của đời Noe, ngày mùng 1 tháng Giêng. Và khi mà tôi suy gẫm tới cái ngày mùng 1 tháng Giêng đó thì chúng ta so sánh với những cái sự khác thì chúng ta thấy là ở ngay cái sự sáng tạo của Chúa ngày đầu tiên hết đó, là Chúa làm gì? Chúa phán là có sự sáng thì có sự sáng. À, Đức Chúa Trời thấy sáng là tốt lành thì bèn phân ra sáng với tối. Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày và sự tối là đêm. Vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ nhất. Và khi mà Kinh Thánh nói tới ngày 1 tháng Giêng là ngày khởi đầu, tôi nghĩ đến ngay tới cái việc sáng tạo của Chúa. Cái thế giới này đã hư hỏng hết rồi và Chúa ngài thiết lập nên một thế giới mới ở trong đời Noe. Rồi ở trong cái câu 13 này thì cho chúng ta cái gì đây? Nói rằng là cái sự đoán phạt của Chúa đã qua rồi. À, lúc đó thì sao? Đất đã dựng bày trên mặt đất khô. Noe dở mui tàu ra mà nhìn thấy đất đã xe lại. Rồi là nhận lệnh đưa vợ con của mình ra ngoài để thả các loài thú ra. Và đó là cái gì? Cái hình ảnh cho chúng ta thấy là sự đoán phạt của Chúa đã qua rồi đối với nhân loại. Và không những thế, chúng ta thấy rằng là có cái sự tái tạo nữa. Cũng là trong ngày mùng 1 tháng Giêng thì Chúa cho dân sự của Chúa đang ở cái đất nước Babylon đó là cũng khởi hành rồi trở về là Jerusalem để mà
xây dựng lại thành Jerusalem. Chúng ta xem ở Ezra đoạn 7 câu 9. Ngày 1 tháng Giêng, người Babylon, người mà ở Babylon nó khởi hành rồi nhờ tay nhân lành Đức Chúa Trời phù hộ, thì họ đến Jerusalem ngày 10 mùng 1 tháng thứ 5, tức là 5 tháng sau thì họ về Jerusalem để họ làm công việc. Và tôi nghĩ rằng là khi mà khởi đầu bằng ngày mùng 1 đó, là Chúa ngày tái tạo lại, ngày làm lại cái thế giới này. Chỉ có 8 người thôi, là Noe, các con trai, con dâu và vợ. Và một cái hành động kế tiếp ở trong phần kinh thánh này thì chúng ta thấy rằng là Noe đã thiết lập một cái bàn thờ. Và cái thiết lập cái bàn thờ đó thì cho chúng ta thấy rằng là đây là một cái tấm lòng kính sợ Chúa, và đó là cái công việc làm đầu tiên nói lên cái sự thờ phượng. Ở trong lịch sử của hội thánh, chúng ta xem ở trong sự ký nhì đoạn 29 câu thứ 5 rồi câu thứ 7, chúng ta thấy rằng là cái công việc mà dân sự cần phải thiết phải làm đó là gì? Là dọn dẹp mà đời sống của mình, dọn dẹp đền thờ của Đức Giê-hô-va cho nó sánh sạch, rồi làm gì nữa? Xông hương rồi dân của lễ thiêu ở trong đó. Chúng ta cùng xem ngày cái câu thứ 17 ở trong sự kiến nghị đoạn 29 câu thứ 17 câu 18. Ngày mùng 1 tháng Giêng, chúng khởi việc dọn đền cho sạch. Qua ngày mùng 8 tháng ấy, chúng đến nơi hiên cửa Đức Giê-hô-va. Trong 8 ngày họ dọn đền với Đức Chúa Trời cho sạch. Và qua ngày 16 tháng Giêng, công việc làm xong, chúng vào cung vua Ezechia mà nói rằng: chúng tôi đã dọn sạch cả đền Đức Giê-hô-va, bàn thờ của lễ thiêu và các đồ dùng nó, các bàn sắp bánh trình thiết và các đồ dùng nó, chuẩn bị sẵn sàng cho việc thờ phượng. Đó là việc ưu tiên nhất mà dân sự Chúa cần phải làm. Và ở đây Noe cũng đã làm được cái điều đó. Rồi dân sự của Chúa ở trong đồng vắng cũng vậy. Họ cũng bắt đầu vào ngày mùng 1 tháng Giêng dựng cái đền tạm để thờ phượng Chúa, để nơi mà Chúa ngự, để dẫn dắt dân sự của Chúa. Đến ngày mùng 1 tháng Giêng về năm thứ 2 thì đền tạm đã dựng xong. Sau khi mà dựng đền tạm rồi thì sao? Sau khi mà dựng đền thờ rồi thì sao? Sau khi mà Noe cũng dựng bàn thờ rồi thì sao? Có một sự ủy nhiệm của Chúa đến cho gia đình Noe. Và cái kết quả rồi chúng ta thấy rằng giờ đây là loài người đã được đầy dẫy trên đất, giống như là cái sứ mạng mà Đức Chúa Trời ngài giao cho gia đình Noe vậy. Rồi bây giờ chúng ta cùng chú ý đến ở trong phần kinh thánh sáng thế ký của câu chuyện Noe. Chúng ta thấy rằng là Đức Chúa Trời ra lệnh rồi mời là kêu gọi gia đình Noe đem hết người, hết thú vào trong tàu. Và có vào thì có ra. Đến cuối cùng thì sao? Nước rút hết rồi thì có ra. Và khi mà ra đó thì có phải là ở đó không? Không. Tất cả những loài thú đó được ra và nó không có tập trung vào đó nữa. Nó bắt đầu tản lạc, đi ra chỗ khác. Phần kinh thánh này thì chỉ cho chúng ta thấy một điều như thế này. Nếu mà ở trong sáng ký đoạn 7 câu 1 Chúa kêu hãy vào ở trong tàu, thì đến khi mà được cứu rồi thì phải đi ra. Và khi cái đi ra đó nó dạy dỗ chúng ta điều gì ở trong cái thời buổi ngày nay? Và trước đây chúng ta sống ở trong tâm tối, ở trong cái thế gian lầm lạc này, và Chúa kêu gọi chúng ta đến với sự cứu chuộc của Chúa, vào ở trong nhà Đức Chúa Trời, vào mở cửa để mà Chúa vào ở trong đời sống của chúng ta bằng cách là tiếp nhận Đức Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của cuộc đời của mình. Hay nói cách khác là đây là hình ảnh mà chúng ta bước vào trong cái tàu Noe, là cái nơi mà trú ẩn giữa cái sự đoán phạt của Chúa ở trên thế gian. Và giờ đây chúng ta được cứu và chúng ta được đi ra. Thì khi mà đi ra như vậy á thì sao? Lời của Chúa rất là rõ ràng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu thứ 19 là hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ. Chúng ta được cứu không phải chỉ để sống rồi gặp Chúa, không phải, nhưng mà hãy nhận lấy mạng lệnh của Chúa, đó là gì? Làm chứng về Đức Chúa Giêsu để đưa tin lành cứu chuộc đến cho nhiều người. Chúng ta hãy đi ra,
đi ra để kêu gọi những người mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng với Chúa Giêsu, thì Chúa cho họ được yên nghỉ qua việc cứu chuộc, như là Matthew đoạn 11 câu 28 chẳng hạn. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta sẽ cho các người được yên nghỉ. Và cuối cùng thì tất cả mọi người ở trên tàu thì đều được an toàn như nhau, và cái sự đoán phạt đó đã qua đi. À, không phải chỉ ở trong cái câu chuyện này, nhưng mà về sau này thì Đức Chúa Giêsu này cũng đã khẳng định lại rất là nhiều lần ở trong phúc âm Giăng, phúc âm Luca, phúc âm Mác chẳng hạn. Thí dụ như Tin Lành Giăng đoạn 5 câu 24, lời Chúa nói là chắc chắn nha, nói rất là chắc chắn. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì sẽ được sự sống đời đời và không đến với sự phán xét, xong vượt khỏi sự chết mà đến với sự sống. Và đúng như vậy, những người mà đi vào trong tàu, những con thú mà được đưa vào trong tàu thì sao? Không có đến với sự chết mà là đến với sự sống, bằng chứng là được đi ra khỏi tàu và sống rất là rõ ràng. Đó là những cái hình ảnh cho chúng ta thấy rằng là nếu mà cuộc đời của ngày hôm nay chúng ta không được cứu thì chúng ta cũng sẽ bị chết bởi những sự đoán phạt. Nhưng chúng ta ở trong Đức Chúa Giêsu như là ở trong chiếc tàu Noe, chúng ta được cứu một cách trọn vẹn. À, cái sự cứu này, cái sự sống này đó thì Noe nhận biết được, nhưng mà là không phải là do cái cảm nhận của ông, nhưng mà có một cái điều rất là rõ ràng là nhờ cái chiếc tàu đó mà là làm cho ông và gia đình của ông là được an toàn. Không có cảm nhận được là ôi bây giờ mình sống nè, thử nhéo vô tay thôi, nhéo vô má của mình thôi, hay là tay này đánh vào tay kia coi có đau không, để mình biết là mình không có mơ, mình biết là mình thực sự đang sống. Nhưng mà là Noel nhìn vào cái tàu, nhìn thấy những con thú đi ra thì biết rằng ở đây là một cái sự sống thật mà được Đức Chúa Trời ban cho, qua thoát ra khỏi cái sự đoán phạt đối với cả thế gian. Noel đã lập cái bàn thờ để làm gì? Ở trong cuốn thứ 20 đó là dân của lễ thiêu. Và cái việc mà dân của lễ thiêu đó là một cái dấu chỉ rất là quan trọng. Chúng ta thấy là cái công trình đầu tiên được xây dựng đó là bàn thờ. Noe đã lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, rồi là người bắt các súc vật thánh sạch và các loài chim thánh sạch để bày của lễ thiêu dâng lên bàn thờ. Và cái hình ảnh mà dân của lễ thiêu trên bàn thờ thì nói về cái điều gì đây? Nói đến cái việc là sao? Là của lễ thiêu đó, nhờ cái của lễ thiêu đó, đó mà là có cái sự đổ huyết, mà có cái sự đổ huyết có nghĩa là có cái sự tha thứ tội lỗi. Và cũng như là một cái bằng chứng để nói rằng là Noe là một người cũng giống như những người khác ở trên thế giới này thôi, là con người có tội lỗi. Nhưng mà nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, nhờ tình yêu của Đức Chúa Trời đã cứu ông và gia đình ra khỏi cái cơn đoán phạt. Và cái chứng nhận bằng của lễ thiêu đó, đó là cái giá phải trả cho cái tội lỗi của mình. À, chính vì đó mà Noe đã nhận của lễ thiêu. Lời của Chúa nói rất là rõ, nếu không nhờ huyết thì không bao giờ được sạch cả, không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Lời của Chúa cũng chỉ cho chúng ta trong Roma đoạn 13 câu thứ 15, hãy cậy Đức Chúa Giêsu mà hằng dân tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của ngôi miệng mình xưng ra. Dân của tế lễ bằng lời ngợi khen, dân của tế lễ bằng là môi miệng chúng ta dân ra, xưng ra danh của Chúa. Và là cái của lễ mà Noe đã dâng lên cho Chúa ở trong cái của lễ thiêu thì Chúa ngài cũng đã nhận. Chúng ta xem vào câu 21 đoạn 8. Đức Giê-hô-va hưởng lấy mùi thơm và nghĩ thầm rằng ta chẳng vì loài người mà rủa xả đất nữa, vì tâm tánh loài người vẫn là xấu xa từ khi còn tuổi trẻ, ta cũng sẽ chẳng hành các vật sống như ta đã làm. Chúa đã nhận lấy cái của lễ mà Noe đã dâng qua của lễ thiêu, và cũng giống như vậy Đức Chúa Trời ngài cũng đã chấp nhận cái của lễ mà chúng ta đã dâng lên cho Chúa. Bởi vì sao? Bởi vì là Đức Chúa Giêsu ngài cũng đã dâng chính mình ngài là của tế lễ, như là một cái thức hương có mùi thơm để chuộc hết tội lỗi của chúng ta. Và kế tiếp thì trong cái việc mà nhậm lời ở trong của tế lễ mà Noe đã dâng thì Chúa kèm theo lời hứa ở trong câu thứ 22. Đây là lời hứa vô điều kiện. Có nghĩa là Chúa không bao giờ bội ước, Chúa không bao giờ quên cái lời hứa đó, và chắc chắn Chúa sẽ thực hiện cái lời hứa đó cho trọn vẹn. Câu 22 thì nói rằng là hễ đất còn thì mùa gieo giống cùng mùa gặt hái cũng còn, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm chẳng bao giờ tuyệt được. Có nghĩa là những cái điều kiện để cho con người ta sống một cách là thực sự thì lời hứa của Chúa vẫn còn được thực hiện. Không những thế,
Chúa cho cái mạng lệnh. Chúa cho mạng lệnh để làm gì? Chúng ta xem Sáng Thế Ký đoạn 9 từ câu 1 đến câu 7. Đức Chúa Trời thì ban phước cho Noe cùng với con trai của Noe. Rồi là Ngài phán hãy sanh sản thêm nhiều làm cho đầy dẫy mặt đất. Đây là một cái mạng lệnh. Thì có người nói đây là cái mạng lệnh có nghĩa là cái điều kiện vừa theo giao ước phải không ạ? Nhưng mà không, đây là cái mạng lệnh mà Chúa Ngài đã phán với tổ phụ chúng ta Adam và Eva từ trong thời kỳ sáng tạo kia. Hãy sanh sản thêm nhiều và làm cho đầy dẫy trên mặt đất. Chúa chỉ nhắc lại thôi, nhắc lại cái mạng lệnh mà Chúa đã truyền cho loài người nói chung trước đây. Rồi câu thứ hai thì sao? Các loài vật ở trên đất, các loài chim trời, các vật hành động dưới đất cùng các cá biển đều sẽ kinh khủng ngươi và bị phó vào tay của ngươi. Trước đây thì Chúa cũng đặt cho Adam là cai quản hết cả thế giới này, đặt tên cho các loài thú vật. Và giờ đây thì Chúa cũng nhắc lại cái mạng lệnh đó là các loài thú vật thì đều là phải ở dưới sự quản trị của loài người. Và cụ thể đại biểu đó là Noe. Rồi Chúa cho phép nữa là gì? Những cái vật nào mà có hành động của sự sống thì làm đồ ăn cho con người. Giống như là ăn cỏ, như là ăn rau thôi. Nó không khác gì cả. Rồi ở trong cái giao ước đó thì Chúa cho Noe là nói riêng, nói chung là cho loài người có cái thẩm quyền, có được một thẩm quyền. Chúng ta xem từ câu 4 đến câu 6. Xong các ngươi không nên ăn thịt còn hồn sống, nghĩa là có máu. Quả thật ta sẽ đòi máu của sự sống người lại, hoặc nơi các loài thú vật, hoặc là nơi tay người, hoặc là nơi tay của anh em người. Hễ kẻ nào mà làm đổ máu người thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại, vì Đức Chúa Trời làm nên người như hình của Ngài. Chúa chỉ dạy cho ăn thịt đó nha, nhưng mà ăn thịt nào, cái nào không ăn, Chúa giải thích ra rõ ràng là đây là trong đó có sự sống. Rồi là Chúa nhắc lại không làm đổ máu người. Đây là cái sự nhắc lại ở trong 10 điều răn đây, không được giết người. Nói tới cái việc là Chúa Ngài sẽ ban luật pháp của Chúa ở trong kỳ tới này. Chúa khải thị trước này. Chúa phán rất là rõ ràng. Và ở đây thì chúng ta thấy cái gì? Chúa nói thấy kẻ nào làm đổ máu người thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại, vì Đức Chúa Trời làm nên như hình Ngài. Chúa khải thị cho loài người thấy cái tội lỗi của con người ta đó, và trong cái việc giết người là như thế nào, ý nghĩa của nó ra sao, và đó là nền tảng để sau này Chúa ban 10 điều răn cho dân sự của Chúa ở núi Sinai. Và là đó là cái luật về huyết. Và cái điều đó cũng không bao giờ bị hủy bỏ. Huyết là thứ quý giá. Và đó là cái luật ở trong Kinh Thánh đó nha. Rồi chúng ta sẽ xem cái giao ước từ ở trong câu thứ 8 đến câu thứ 17 của đoạn 9. Chúa sẽ không bao giờ hủy diệt trái đất cái bằng nước nữa. Và là chắc chắn rằng là sẽ không có cái trận đại hồng thủy ở trong tương lai. Nhưng mà nó thay bằng là cái gì? Đó là một cái trận là tuyệt diệt là bằng lửa. Chúng ta xem ở trong Phi-e-rơ đoạn 3 từ câu 4 câu 12. Chúa đến mà nói rằng chớ nào về lời hứa về sự Chúa đến ở đâu, vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật cũng vẫn còn uy nguyên như lúc đầu sáng thế. Chúng nó có ý quên lẫn đi rằng buổi xưa bởi lời Đức Chúa Trời có các tầng trời và trái đất, đất ra từ nước và làm nên giữa người, giữa nước. Thế gian bây giờ cũng bị hủy phá như vậy vì đã chìm đắm bởi nước lục. Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại và để dành cho lửa. Lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa 1000 năm, một ngày như 1000 năm và 1000 năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu. Nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em và không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bây giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi. Các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó sẽ bị đốt cháy cả. Vì mọi vật phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là gì nào. Trong khi chờ đợi trông mong vào ngày của Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các tầng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất ấy sẽ bị thiêu mà tan chảy đi. Khi mà dân sự của Chúa ở trong cái thời kỳ của Phi-e-rơ thì người ta thường hỏi rằng là lời hứa về Chúa, về cái sự mà Chúa đến sau chắc không có rồi. Chúa lâu quá, bởi vì là Chúa nói Chúa đến thì cái trời này là sẽ không còn nữa.
Mà bây giờ thì chúng ta thấy trời đất cũng vẫn còn y nguyên như hồi trước đây, mặc dù đó là trong thời Noe thì nước ngập lên và giết hết cả thế giới này rồi, nhưng bây giờ thì đất vẫn còn, trời vẫn còn. Như vậy thì lời hứa của Chúa là Chúa sẽ tái lâm đến chừng nào mới có đây? Thì ông Phi-e-rơ ông viết với lá thư này, ông chỉ cho rằng là Chúa sẽ đến là chắc chắn, đến như là kẻ trộm bất thình lình không ai biết hết. Đừng có nhớ, phải nhớ rằng là phải nhớ rằng là ngày của Chúa là chỉ của Chúa biết thôi, chúng ta không biết là ngày nào. Một ngày trước mặt Chúa như là ngàn năm, ngàn năm trước mặt Chúa thì giống như một ngày thôi, chúng ta không định được thời gian. Nhưng mà chắc chắn một điều sẽ xảy ra là gì? Cái thế giới này á, là cái thế giới hư hoại, nó chỉ dành cho lửa thôi. Lửa đến thì sẽ tiêu tán, đốt hết những kẻ ác và cả thể chất chúng tiêu tán thì nó tan chảy đi. Và đúng như vậy, Chúa giữ lời hứa của Chúa, Chúa không có tuyệt diệt loài người nữa bằng là nước. Nhưng mà đến ngày Chúa đến thì sao? Sẽ có tuyệt diệt ở bằng lửa đó. Và ở trong cái giao ước thì có dấu hiệu. Chúng ta xem từ câu thứ 12. Đức Trời phán rằng đây là dấu chỉ về sự giao ước mà ta lập nên cùng ngươi, cùng hết thảy vật sống ở trên các ngươi trải qua các đời mãi mãi. Chúa lập một cái giao ước thì nó có phải có dấu hiệu. Cái dấu hiệu đó là cái dấu chỉ để khi mà người ta nhìn cái dấu đó thì ta biết là giao ước của Chúa vẫn còn. Và cái dấu chỉ này cũng giống như là giao ước này trải qua đời mãi, các đời mãi mãi. Không phải chỉ có một đời Noe rồi tới về sau này thôi đâu, nhưng mãi mãi cho đến đời đời. Lúc đó thì ở câu 13, Chúa đặt cái móng của ta trên từng mây, dùng làm dấu để chỉ sự giao ước của ta đối với đất. Chừng nào mà đám mây được gom lại, đám mây được gom lại nó đem theo nước thì đó là dấu hiệu sắp mưa. Và khi mà mưa đến, mây nhiều, có thể là mưa lớn, thì lúc đó sẽ thấy cầu vồng, mà làm cho con người ta nhìn thấy cầu vồng thì người ta biết rằng là lời hứa của Chúa sẽ được thực hiện. Chúa có đưa cho chúng ta thấy cầu vồng, có nghĩa là Chúa sẽ thực hiện là không bao giờ để cho nước ngập mà chết con người ta đâu. Bây giờ chúng ta là xem về cái ý nghĩa của cái bóng này. Nói đến cái bóng thì liên hệ đến mưa. Và ở trong Kinh Thánh thì cho chúng ta thấy là mưa thì giống như là ân điển của Chúa, như ân sủng của Chúa vậy đó. Chúng ta xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 45. Hầu cho các ngươi được làm con của cha các ngươi ở trên trời, bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành. Ngài làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Chúng ta thử nghĩ coi trên trái đất này nếu không có mặt trời, không có mưa thì loài người sẽ sống như thế nào? Không có ánh sáng và không có nước. Nhưng mà Chúa Ngài là như là mặt trời, như là mưa để ban cho cả thế giới này cho loài người, mặc dù loài người có cái sự sa bại, có cái sự hung ác. Đó là hình ảnh của ân điển và cơn mưa. Và ở trong cơn mưa thì sao? Chúa Ngài cũng nhắc lại cho mọi người biết là có cái móng, đó là cái hình ảnh của giao ước. Rồi mưa thì giống như là một cái tình yêu của Chúa. Tình yêu của Chúa, tình yêu này, tình yêu lớn lao lắm, là ban cho mọi người giống như nhau chứ không có phân biệt. Chúng ta có một cái câu Kinh Thánh rất là quen thuộc, đó là Giăng đoạn 3 câu 16 phải không ạ? Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, do đó Ngài đã ban con một của Ngài, để hễ ai tin con ấy thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Hầu cho hễ ai tin, không phân biệt, không có điều kiện ở đây. Bất kỳ ai, người da trắng, người da đen, người da vàng, người châu Âu, châu Á, châu Phi, trẻ em, người già, người nam, người nữ, bất kỳ ai thì đều được sự sống đời đời. Đó là tình yêu lớn lao của Chúa. Chúa không phân biệt. Và rõ ràng chúng ta thấy rằng là Chúa ban cho chúng ta để chúng ta mới có được sự cứu rỗi, chứ không phải là bởi chúng ta làm việc hay là chúng ta có cái công đức hay là có một cái đời sống tốt lành để mà chúng ta được sự cứu rỗi đâu. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8, vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em. Đó là hình ảnh của mây, đó là hình ảnh của cái sự công bình của Chúa, hình ảnh của tình yêu của Chúa, hình ảnh của ân điển của Chúa ban cho chúng ta. Mây ngược lại với ân điển thì nó cũng giống như là tội lỗi của chúng ta vậy. Mây thì nó có mây đen, nó có mây trắng, có mây xanh. Nhưng mà một cái hình ảnh mây nào đó tôi không biết là mây trắng, mây đen, mây xanh, bởi vì cái hình thức bên ngoài nó cũng không có nói đến cái bản chất bên trong.
Nhưng mà mây thì nó cũng mang cái hình ảnh giống như là tội lỗi của chúng ta. Chúng ta xem Ê-sai đoạn 44 câu 22. Lời Chúa phán là ta đã xóa sự phạm tội của ngươi như là mây đậm và tội lỗi của ngươi như là đám mây. Hãy trở lại cùng ta vì ta đã chuộc ngươi. Chúa phán với dân sự của Chúa là Chúa đã tha thứ hết tội lỗi của dân sự của Chúa rồi. Bởi vì là tội lỗi dữ lắm, gom lại như là một đám mây đậm vậy đó. Nhưng mà Chúa cũng xóa đi rồi. Rồi là tội lỗi của Chúa, tội lỗi của dân sự của Chúa đối với Chúa đó thì sao? Như là một cái đám mây lớn vậy đó. Chúa cũng đã xóa đi rồi. Mà muốn nói tới là cái mức độ phạm tội vừa sâu đậm ở trong cái tội lỗi của mình mà vừa nhiều nữa. Như một cái đám mây đó là nói về cái số lượng, như là cái chiều sâu của tội ác thì nói đến cái hình ảnh là mây đậm. Và là mây thường thường thì sao? Che mất đi ánh nắng mặt trời. Và chúng ta thấy hình ảnh là cái ân điển của Chúa như là cái ánh nắng mặt trời. Và đám mây như là tội lỗi thì sao? Che mất đi cái ân điển của Chúa, mất đi cái sự phước hạnh mà Chúa ban cho loài người. Chúng ta xem Ê-sai đoạn 59 câu 2. Nhưng ấy là sự gian ác của các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời. Và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Tội lỗi như một đám mây che khuất đi ánh nắng ban mai chói rọi của Chúa đến với nhân loại. Những sự phước hạnh của Chúa đã không còn đến với loài người nữa bởi vì tội lỗi che lấp đi rồi. Thế đó, tội lỗi như là một cái đám mây đen ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời. Mây càng đậm thì sao? Thì thấy mưa nhiều ạ. Mà mây càng đậm, mưa càng nhiều thì sao? Thấy rõ hơn là cái cầu vồng đó, cái móng đó càng thấy rõ hơn nữa. Do chính vì cái hình ảnh đó chúng ta thấy rằng nơi nào mà tội lỗi gia tăng thì nơi đó ân điển là gia thêm nữa, dư dật hơn nữa. Roma đoạn 5 câu 20, vả luật pháp đã xem vào hầu cho tội lỗi gia tăng thêm, nhưng nơi nào tội lỗi gia thêm thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Tạ ơn Chúa, đó là tình yêu của Đức Chúa Trời. Không phải là bởi vì người ta phạm tội nhiều rồi Chúa bỏ rơi rồi Chúa đoán phạt dữ dội lên đâu. Nhưng mà nơi nào có tội lỗi gia thêm thì lúc đó ân điển của Chúa lại bồi phần thêm dư dật nữa. Và ở trong cái cầu vồng đó thì có một yếu tố đó rõ ràng, đó là mặt trời. Và chúng ta xem ánh sáng mặt trời đó như là một hình ảnh của Chúa Giêsu vậy đó. Lời của Chúa được chép trong Ma-la-chi đoạn 4 câu thứ 2. Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho. Trong cánh của nó có sự chữa bệnh và các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuột vậy. Chúng ta nhờ của Chúa Giêsu chúng ta được chữa lành. Chúng ta là được sức khỏe mới, chúng ta được vui thỏa trong sự bình an, trong sự vui mừng, nhảy nhót như con bò tơ. Đó là nhờ mặt trời công bình được mọc ở trên đời sống của chúng ta. Đó là hình ảnh gì của Đức Chúa Giêsu. Ai được hưởng? Nhưng mà những người á, là những kẻ kính sợ Đức Chúa Trời thôi, thì mới được hưởng cái điều đó. Và chính Chúa Giêsu Ngài cũng nói Chúa là ánh sáng. Để chúng ta thấy được cái ánh sáng mặt trời đó là hình ảnh của Chúa mà chính Đức Chúa Giêsu Ngài đã bày tỏ ra trong Phúc Âm Giăng đoạn 8 câu thứ 12. Đức Chúa Giêsu lại cứ kiếm phán cùng chúng nó rằng ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta thì chẳng đi ở trong ưu tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Và đúng như vậy, Chúa đã ban ân điển. Chính nhờ ân điển của Chúa mà chúng ta nhìn qua hình ảnh của Đấng Christ, tức là Đức Chúa Giêsu Christ, con một của Đức Chúa Trời. Cái quá khứ tội lỗi của chúng ta đã bị che khuất đi rồi. Và Đức Chúa Trời và con người thì đều nhìn thấy một cái dấu hiệu. Đó là cái gì? Đó là cái cầu vồng. Chúa nhìn cái cầu vồng để Chúa nhớ lại cái dấu của Chúa. Nhưng mà con người ta nhìn vào cái cầu vồng thì sao? Cái móng thì sao? Người ta thấy được đó là một cái sự bảo đảm. Một cái sự bảo đảm rất là lớn. Bởi vì đó là lời hứa của Chúa. Đó là giao ước của Đức Chúa Trời. Và qua cái giao ước này thì chúng ta thấy được rõ ràng chỉ có một hình ảnh cái móng thôi. Ở trong cái móng đó, đó cho chúng ta thấy được rằng là con người ta là tội lỗi. Chính cái tội lỗi thì đưa đến sự đoán phạt. Nhưng mà bởi giao ước của Chúa, lời hứa của Chúa, Chúa không có đoán phạt nữa. Và có một cái bằng chứng để cho loài người nhìn thấy lời hứa của Chúa luôn luôn là được hiện diện. Luôn luôn Chúa Ngài nhớ đến. Bởi vì cái cầu vồng đó, cái móng đó không phải chỉ có con người nhìn, nhưng mà Chúa Ngài đã lập nên và Ngài nhìn thấy để nhớ lại cái giao ước do chính Ngài lập. Mà giao ước này là giao ước đơn phương, giao ước không có điều kiện.
giao ước của chính Đức Chúa Trời Ngài ký kết đối với loài người. Và qua giao ước đó, chúng ta thấy là ân điển của Chúa thật là lớn lao ở trên nhân loại. Và ngày nay chúng là con cái của Chúa, chúng ta là tôi tớ của Chúa. Một lần nữa, lời của Chúa nhắc nhở chúng ta giao ước của Ngài. Để chúng ta làm gì? Thêm phần yêu mến Chúa, thêm phần kính sợ Chúa, thêm phần là rèn luyện đời sống bản thân chúng ta bằng lời của Chúa Trời. Để sống một đời sống thánh sạch, để sống làm vinh hiển danh của Chúa. Và tôi rất là được khích lệ khi mà học lại giao ước đối với Noe. Và chúng ta thấy rằng là Đức Chúa Trời không có điều kiện gì với loài người hết. Ngài sẵn sàng là vì hạnh phúc của loài người, vì sự ban phước cho chúng ta mà Ngài thực hiện cái giao ước đó. Và còn một vấn đề cuối cùng là làm sao để chúng ta có thể hưởng được cái giao ước đó đây. Bởi vì trong giao ước thì nói không có nói đến ta phải làm gì để hưởng cái giao ước này. Nhưng mà nên nhớ rằng đến ngày cuối cùng mà cả thế giới này còn phải đối diện với cái sự đoán phạt của Chúa bằng lửa nữa. Chính vì điều đó, qua cái giao ước không điều kiện với Noe này, với chúng ta, đó là sự nhắc nhở chúng ta trong thời kỳ cuối cùng này. Tuy Chúa rằng là không có tuyệt diệt chúng ta bằng nước nữa, nhưng mà nếu mà chúng ta nói riêng, nhân loại này nói chung vẫn sống trầm luân ở trong tội lỗi của mình, thì cái ngày đối diện với cái sự đáng xét bằng lửa của Chúa thì cũng không còn xa nữa. Và cái cơn nước lụt của đời Noe, rồi giao ước ở trong đời Noe cho chúng ta thấy rằng là một cái tương lai gần sắp đến đây trong thời kỳ cuối cùng. Chúa Ngài không bao giờ quên giao ước của Chúa. Ngài không quên những điều mà Ngài đã phán. Điều đó chắc chắn rằng là cái ngày Chúa đến, Chúa sẽ đoán rằng chúng ta sẽ gặp Chúa, rồi là phải khai trình đối diện với Chúa. Và lúc đó cuộc đời của mỗi người sẽ ra sao tùy theo cái đời sống của chúng ta hiện nay. Chúng ta có nhớ đến lời của Chúa không? Có thờ phượng Chúa, có đời sống tin kính không? Có làm công việc Chúa không? Có bày tỏ sự vinh hiển của Chúa ra ngoài không? Để đem nhiều người đến không? Hay là chúng ta sống giống như là thế gian, để rồi chúng ta cũng bị kết án như những người thế gian. Cảm ơn Chúa. Qua lời Chúa buổi trưa hôm nay, tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em, quý tớ của Chúa, chúng ta dành ra ít thời giờ, chúng ta tĩnh lòng mình lại, chúng ta chiêm nghiệm đời sống của chúng ta, để nhớ về giao ước của Chúa, để kính sợ Chúa nhiều hơn, để yêu mến Chúa nhiều hơn. Bởi vì Chúa ban phước, ban ân điển của Chúa Ngài một cách rộng rãi, dư dật ở trên mỗi đời sống của chúng ta. Những ngày tới chúng ta sẽ như thế nào? Có bước ra khỏi tàu để đi ra mà thực hiện cái bản lệnh của Chúa không? Hay là tiếp tục ở trong tàu? Tôi nghĩ rằng trong thời giờ này thì mỗi người chúng ta hãy nhớ đến bản lệnh của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 28, câu 18, câu 20. Để thực hiện cái mạng lệnh đó, để bày tỏ cái tấm lòng biết ơn của Chúa, đối với Chúa, để chúng ta bày tỏ cái việc là chúng ta vâng theo ý của Chúa, như là gia đình Noe bước ra khỏi tàu cùng với các con thú để sinh sản nhiều hơn ở trên đất này. Chúng ta nhớ đến giao ước của Chúa là Chúa Ngài sẽ không đoán phạt chúng ta nữa đâu, bởi vì là sao? Chúng ta làm theo mạng lệnh của Chúa. Mình xin lời của Chúa ban phước ở trên mỗi đời sống chúng ta, dẫn dắt chúng ta. Sự vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta qua lời của Ngài. Xin Chúa ban thêm năng lực cho chúng con vừa muốn vừa làm theo ý muốn tốt lành của Chúa. Amen. Hallelujah. Lời khen Chúa.